Ôi, các bạn nghe đã không? Nghe tiếng giòn rột 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 không? Ôi trời. Mình thấy như vậy là thấy hấp ngon như nhà hàng rồi đó các bạn. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Vương. Hôm nay Vương mua được một cái cục bắp giò heo. Cái này đúng là cái khủy heo các bạn. Đây, cái cục này để làm gì? Thì mình thích ăn cái món giò heo muối chiên giòn, nhưng mà để làm cái món đó ở nhà thì nó rất là công phu, từ việc mua giò heo sống rồi ướp rồi để gia vị nó thấm nó đều hết cái giò heo, thì cách làm đó nó nhà hàng thì nó sẽ thích hợp hơn là ở nhà. Thì mình có tìm hiểu thì mình biết được một cái sản phẩm của con heo vàng là cái cục khủy heo nấu này. Thì tại sao nó gọi là khủy heo nấu? Cái cục này là khủy heo rút xương rồi các bạn, cái này không có xương, nhưng cái cục khủy heo nó rút xương ra rồi và được nêm nếm gia vị sẵn hết rồi và cũng đã được hấp luôn rồi. Mình chỉ về việc là mình tháo bì ra rồi mình chiên lên là xong. Bình thường thì cái cục này nó tầm rơi vào tầm khoảng 1 ký, thường 8 lạng 1 ký, nhưng hôm nay mình mua được một cục nhỏ. Các bạn thấy nó nhỏ không? Cục này nó chỉ có 4 lạng thôi, hơn 4 lạng tí. Thì hôm nay mình sẽ chiên thử cái cục này tại nhà, thử nó có ngon như là ở ngoài nhà hàng, ngoài quán họ đã mình hay ăn hay không. Thì các bạn coi mình chiên. Cái này thì đơn giản lắm, các bạn cắt bao bì ra rồi xong rồi tháo này ra xong rồi bỏ vào dầu chiên, ngập dầu, bỏ dầu chiên thôi. Nhưng mà lưu ý khi mà chiên những cái cục này á, thì thứ nhất cái hàng này mình mua là nó bảo quản ở âm 18 độ. Đây các bạn xem. Đây. Bảo quản ở âm 18 độ. Các bạn thấy không? Bảo quản ở âm 18 độ. Thì khi mà mua cục này về thì đầu tiên việc mình phải là xả đóng cục này đi, đưa cục này về nhiệt độ bình thường để khi mà mình chiên á, thì lúc mình chiên lớp da bên ngoài nó vừa giòn vàng tới thì ở bên trong nó cũng nóng đều. Chứ nếu bạn không xả đông hết á, thì khi mà chiên cái da ở ngoài á, nó vàng xong nhưng mà bên trong nó còn lạnh thì khi mình ăn nó sẽ không ngon. Thì bây giờ mình bây giờ mình sẽ cắt cái bao bì, mình tháo cái bao bì này ra. Đây. Sẽ được một cái cục bắp giò heo như thế này các bạn. Nó còn một cái lớp cái cục dây quấn bó như thế này thì mình tháo ra thôi. Cái này cái dây này mục đích là để nó định hình cái bắp giò cho nó đẹp. Đó, thì sau khi mình tháo ra sẽ mình được cái cục khủy heo như thế này. Giờ mình cái bỏ nguyên cục này mà mình chiên luôn. Đây các bạn, nó đã rút xương hết rồi, được tẩm ướp gia vị xong xuôi hết rồi, nó cũng đã được hấp qua luôn rồi. Bây giờ mình chỉ việc là chiên lên rồi sử dụng thôi. Đây, giờ mình dùng cái này để mình chiên. Đây mình dùng cái chai dầu bình thường thôi, nhà mình có hai loại dầu phụng với dầu bình thường. Mình chiên cái này mình chiên ngập dầu, nó nhiều dầu nên mình dùng loại dầu ăn bình thường mình chiên để đỡ phí các bạn. Mình chế hết cái chai này luôn. Không đây xong rồi. Bây giờ mình chiên, trước đây mình phải chiên hai mặt, trở hai mặt. Dầu nó ít, nó không có ngập hết, nhưng mà mình sẽ chắc được nửa cục thì mình sẽ chiên hai lần. Cái món bắp giò heo nấu, cái bắp giò heo chiên giòn ở mà giò heo muối chiên giòn ở nhà hàng quán họ hay bán á, thì để làm cái món nó cũng công phu lắm bạn. Đầu tiên là phải mua giò sống về, xong rồi mình thường nếu mà muốn nó gia vị nó ngon thì mình phải xâm kim, xong rồi mình tẩm ướp gia vị thật là lâu để cho nó thấm vô tới trong phía bên trong xương. Rồi mình phải đem cái đó đi, thường thì sẽ bếp, các bếp sẽ đem đi luộc hoặc hấp cho nó chín đi rồi xong rồi mới chiên giòn. Còn cái cục mà của mình mua đây thì nó
mọi công đoạn đó nó được bên nhà máy họ xử lý xong hết rồi, mình chỉ việc về mình chiên là mình sử dụng thôi. Dầu bây giờ đã nóng rồi các bạn, nóng sôi rồi mình bắt đầu mình bỏ cái cục này vô mình chiên. Bây giờ cái màu nó vàng các bạn, vàng đẹp rồi đó. Để cho xíu cho cái da nó giòn hết luôn rồi mình giòn đều hết rồi mình vớt ra. Nhìn xem đẹp không, vàng ươm. Giờ mình để cho nó nguội, nó nguội xong rồi mình cắt ra thử, cắt ra mình ăn thử. Đây xong rồi các bạn, cái da nó giòn các bạn. Giờ mình sẽ cắt thử cái này ra. Đây, mình lấy rồi thôi. Các bạn nghe đã không? Nghe tiếng giòn rột 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 không? Đây. Rột thôi. Mình thấy như vậy là thấy hấp ngon như nhà hàng rồi đó các bạn, quá tuyệt vời. Chi không, quá đã luôn. Đó, mình đã có cái dĩa giò heo muối chiên giòn rất là ngon, cực kỳ ngon luôn nha. Đây các bạn xem, thịt bắp, thịt cái thịt chân khủy heo chân giò, nhìn cái lát thịt nó rất là đã các bạn. Nè các bạn xem, đây mình cho xem kỹ, đây là thịt bắp heo nè. Đây các bạn thấy nhìn đã không, ra nguyên cái bắp heo luôn nè, lớp da bên phía ngoài nè các bạn, giòn nha, giòn nhìn phê lắm nha. Cắt rột 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 rột. Đây cái món này á, ăn ngon thì mình thêm ít kim chi. Đó, mình thêm ít kim chi ăn kèm với cái giò heo muối này. Đó. Đây để mình thử cái lát này đi, mình ăn không thôi.
gia vị vừa ăn luôn các bạn. Da rất là giòn, hồi nãy mình chiên tổng cộng là 15 phút. Khoảng 15 đến 17 phút cho cái này. Một cục khoảng 450 g chiên 15 phút. Các bạn về cắt bao chiên xong là có được một dĩa giò heo muối như vậy. Rất là đã. Kẹp thêm miếng kim châm nữa đó. Trời ơi. Mùa này mà không không ăn được bia thì thôi các bạn.